Ngày 30 tháng 9, tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh này đã bàn giao Ngô Bảo Trường, 37 tuổi, ngụ ở phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cho Công an Cần Thơ để điều tra vụ nghi cướp ô tô. Sự việc xảy ra vào khuya 29 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo về vụ nghi cướp ô tô xảy ra tại thành phố Cần Thơ. Ngay sau đó, các tổ công tác được chỉ đạo triển khai, theo dõi và đón lõng đối tượng. Tới gần 23 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát phát hiện Ngô Bảo Trường lái ô tô với tốc độ cao, có thời điểm lên đến 121 km h trên quốc lộ 1, đi theo hướng từ Mỹ Thuận đến Trung Lương, thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang. Tổ công tác đã lập tức bám theo từ Cai Lậy đến ngã tư Đồng Tâm, huyện Châu Thành. Tại đây, cảnh sát đã sử dụng xe đặc trùng để chắn ngang đường buộc trường phải dừng lại. Mặc dù không còn đường tàu thoát nhưng Trường vẫn có những hành vi manh động, buộc công an phải nổ súng để khống chế và bắt giữ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ đón lõng, chặn bắt đối tượng Trường cùng phương tiện đã chiếm đoạt của tài xế. Bước đầu Trường khai từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Cần Thơ và thuê khách sạn trên địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Do không có tiền trả cho khách sạn, Trường bỏ trốn thuê xe du lịch đi vòng vòng từ Ninh Kiều qua Cái Răng, sau đó kêu tài xế chạy sang cầu Cần Thơ rồi lấy ô tô bỏ chạy như nói trên. Qua kiểm tra nhanh, đối tượng Trường dương tính với ma túy đá. Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng dập tắt vụ cháy xảy ra vào trưa 30 tháng 9 tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Công Hòa, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng vào khoảng 12 giờ 20 ngày 30 tháng 9, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo xảy ra cháy nhà hàng Vua 33 địa chỉ ở số 336 Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân, Hải Phòng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Hải Phòng đã khẩn trương điều động lực lượng và phương tiện của đội khu vực 1 và 4, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Lê Trân phối hợp triển khai lực lượng chữa cháy, Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại tầng 3 của ngôi nhà và đã khẩn trương tiến hành đội hình chữa cháy. Do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên đến khoảng 13 giờ thì đám cháy mới được không chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản, vật dụng đã bị thiêu dụi. Công an quận Lê Trân hiện đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân cháy theo quy định. Trong văn bản góp ý gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý phương án cho học sinh cán bộ giáo viên nghỉ Tết Nguyên đán ất tị 2025 trong 9 ngày. Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý với dự thảo công văn xin ý kiến Thủ tướng về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và một số ngày nghỉ năm 2025 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhất trí với phương án nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết, công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 từ thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 1 đến hết Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 2 năm 2025 dương lịch, tức ngày 26 tháng Chạp, năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng, năm Ất Tỵ. Như vậy, với phương án này, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học, học sinh sẽ được nghỉ 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Về nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2025, với công chức, viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhất trí với phương án nghỉ 2 ngày theo quy định trong đó nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch và một ngày liền kề trước ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch. Sáng 30 tháng 9, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Dương quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo trong vụ giáo viên xin phụ huynh hỗ trợ máy tính ở trường này. Theo đó, bà Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3 kiêm khối trường khối 4 sẽ bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày kể từ hôm nay lý do để xác minh làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét, hướng xử lý kỷ luật. Bà Hạnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học và các nội dung liên quan đến trường và lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới. Trong thời gian tạm đình chỉ, bà Trương Phương Hạnh phải đảm bảo giữ liên lạc thông suốt khi có yêu cầu giải trình hoặc cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến việc xem xét xử lý kỷ luật hoặc trao đổi thông tin liên quan. Cũng trong sáng 30 tháng 9, ông Lê Công Minh, hiệu trưởng của trường cho biết có 24 em học sinh nghỉ học sáng do phụ huynh chưa nắm được tình hình. Hiệu trưởng có bố trí một giáo viên khác tạm thời phụ trách lớp 4 trên 3. Ông cũng cho biết sau khi họp nội bộ trong buổi sáng nay sẽ thông báo cho phụ huynh nắm được tình hình và giáo viên thỉnh giảng mới sẽ tiếp quản lớp. Hiện giáo viên này đã có mặt ở trường. Ngày 30 tháng 9, công ty cổ phần tập đoàn FLC cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của bà Vũ Đặng Hải Yến đề nghị thôi các chức vụ phó chủ tịch thường trực, thành viên hội đồng quản trị tại tập đoàn trong đơn từ nhiệm bà Yến cho biết mình có các kế hoạch và định hướng cá nhân khác để không ảnh hưởng tới định hướng, mục tiêu hoạt động và quan điểm điều hành của hội đồng quản trị. Bà Yến đề nghị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch từ ngày 29 tháng 9 tới. Đồng thời bà Yến đưa ra kiến nghị hội đồng quản trị thực hiện ngay thủ tục triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông để miễn nhiệm mình khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị. Ngoài ra, bà Yến khẳng định sẽ chỉ tham gia cuộc họp về thủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông theo quy định, không tham gia các cuộc họp trao đổi hay thông qua về các nội dung liên quan đến chương trình họp hoặc nội dung các tờ trình khác. Cùng ngày 30 tháng 9, ông Ngô Đặng Hoàng Anh, một thành viên hội đồng quản trị khác cũng có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Trong đơn, ông Hoàng Anh bày tỏ mong muốn hội đồng quản trị triệu tập đại hội đồng cổ đông để thông qua việc từ nhiệm Ngày 30 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa triệt xóa đường dây lập sàn chứng khoán lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài trên phạm vi cả nước. Trước đó vào tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của bà VTB, chú ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và một số người dân về việc bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán. Quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan tới người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp tinh vi trong việc tiếp cận thao túng nạn nhân như tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo để lừa đảo. Sau khi thu thập chứng cứ ngày 19 và 22 tháng 9, công an Quảng Nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp bắt giữ 5 đối tượng là Huỳnh Ngọc Tuấn 39 tuổi, Tôn Huy Tặng 41 tuổi cùng chú ở Quảng Nam. Trần Thị Thu Trang, 29 tuổi, trú ở Đắk Lắc; Nguyễn Đình Toàn, 32 tuổi, trú ở thành phố Hà Nội. tăng vật tài liệu tạm giữ gồm 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân. Có 3 thẻ trang khai mua trên mạng, 3 thẻ công tác ở đài truyền hình đều là thẻ giả. Hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo. Hiện công an Quảng Nam đã khởi tố Tuấn, Trang, Toàn tặng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố một đối tượng người nước ngoài về tội thu thập tàng trữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc ngoài ra tuấn còn bị khởi tố tội đánh bạc trang thêm tội làm giả và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức